Xin chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic hàng chất lượng tốt cho anh em nha. Ngoại hình cực kỳ là đẹp luôn. Vừa rồi có rất nhiều anh em đặt mình cây này nhưng mà giờ mình không nhớ anh em nào đặt. Mình chỉ đăng lên anh em nào mà còn quan tâm đến cái mẫu đàn Mavic này thì liên hệ với mình nha. Tại vì nhiều khi tin nhắn trôi đi mình không có nhớ nhiều anh em dặn mình quên mất tiêu à. Cây này là cây Mavic MX320 tên mình sẽ để trên màn hình cho anh em tham khảo nha. Đây là một cây đàn custom nha anh em nha. Cây custom Made by EC3C, lát mình quay cái tem cho anh em coi luôn. Đây là hàng Nhật nhưng mà được sản xuất tại nhà máy Korea, ở đây ghi là Made in Korea nha anh em nha. Hàng chất lượng tốt, ngoại hình đẹp. Ngoại hình cực kỳ là đẹp luôn anh em thấy không? Khóa gold, khóa gold nha. Một cái đàn đã qua sử dụng mà còn rất là đẹp luôn anh em. Rất là đẹp. EQ là EQ zin theo đàn nha anh em. EQ zin theo đàn. Chất lượng tốt, cần phím thì êm, nhẹ êm. Âm mộc lẫn âm ra EQ rất là tốt nha anh em nha. Chất lượng ngon lành luôn. Cái thùng đàn nó mỏng nè anh em. Đó. Lưng hông nè. Rất là tuyệt vời luôn nha. Mình đang bán cái đàn Mavic này với giá là 3.800.000, 3.800.000. Để mình coi còn chi tiết là để mình cần báo với anh em nữa. Ngoài cái đẹp và chất lượng tốt ra thì nó không có cái gì để mình nói với anh em hết. Đây, đầu gắm ra, EQ là EQ zin theo đàn nha anh em nha. Đầu cắm của EQ nè. Có hai cổng. Để mình ngắm nghía cái coi. Đẹp, tốt, ngon lành, ốc đeo dây có sẵn nha anh em nha. Ốc đeo dây có sẵn, mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi, test EQ khi nó kết nối với MD luôn nha anh em nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Đây là tem của đàn nha anh em nha. Mavic Custom Made by EC3C. Modem là No MX320 Made in Korea nha anh em. Đây là hàng custom nha anh em. Custom chất lượng rất là tốt. Mình để gần đàn cho anh em coi nè. Đẹp hết nha anh em nha. Mặt tớp của đàn anh em thấy không? Đẹp gần như là hoàn hảo luôn anh em. Đẹp gần như hoàn hảo luôn nha. Đó, ngon lành hết. Cần phím nè. Nhẹ êm dễ chơi. Đây nè, cái đầu cần anh em thấy không? Mavic Custom Made by EC3C. Cái tem nó cũng ghi vậy luôn anh em. Khóa gold nha. Đây còn cái tem Made in Korea nữa nè. Ốc đeo dây nè. Cần phím, lưng hông đàn đẹp luôn. Lưng hông đẹp hoàn hảo luôn anh em. Một cái đàn đã qua sử dụng mà nó đẹp ơi là đẹp luôn. Anh em thấy không? EQ. EQ này của hãng luôn nha anh em nha. EQ này của hãng luôn. Hàng xịn luôn. Còn đầu gắm của nó đây. Nhìn thấy nó chất ơi là chất luôn anh em thấy không? Và ngon lành luôn. Rồi mình đo cái action cho anh em coi đây. Dây số 1 đẹp ngay chuẩn luôn anh em, ngay chuẩn nha. Dây số 6 ngay chuẩn luôn anh em, đẹp hết, ngon lành tuyệt vời luôn. Âm mộc tuyệt vời luôn anh em, nghe nó sáng nó thanh nha. Cái dòng đàn này thì không phải là cái dòng đàn mà là tiếng nó ấm đâu, cái tiếng nó sẽ là sáng, tiếng nó thanh thanh, nó hơi đanh đanh chút xíu nha. Rồi mình sẽ test cần phím cho anh em coi nha. Mình test đến những ngăn sau cùng luôn để anh em thấy cái cần phím nó ngon lành, nó không bị rè, không bị tẹt, không bị lỗi gì hết nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn trước nha. Âm nó sáng nè, cái kiểu âm nó sáng á. Rất là đẹp, rất là sáng nha. Mình sẽ kết nối với amply để cho anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm của nó khi nó kết nối với amply. Rồi mở amply lên, dẫm giác vào, quá lớn. Rồi ok,
Đó, anh em thấy cái lực tiếng nó ra không? Vẫn còn quá to. Rồi, 6 giây nè anh em. Rồi, 6 giây nghe tuyệt vời luôn nha. Mình sẽ để nó cái loa đây đi. Ok. Mình cũng rải vài hợp âm nha, rải vài hợp âm ha để anh em nghe, anh em cảm nhận được cái âm của nó khi nó kết nối với cả âm ly. Nha anh em nha, chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình đẹp, một cái đàn gần như là hoàn hảo hết nha anh em. Giá mình đang bán là 3.800.000. Thông tin cửa hàng và số điện thoại để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có đầy đủ thông tin nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.